Nhắc đến Đà Lạt thì thường chúng ta nghĩ đến một thiên đường du lịch, nơi nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng và lãng mạn, với nhiều khu nghỉ dưỡng và vui chơi. Thế nhưng nơi đây lại đang hiện hữu một công trình mà cái tên của nó đã trở thành nỗi khiếp sợ của toàn nhân loại sau Thế chiến thứ hai, đó chính là lò phản ứng hạt nhân. Ở Việt Nam thì lò phản ứng hạt nhân thuộc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt là lò phản ứng duy nhất không chỉ của quốc gia mà còn của cả khu vực Đông Dương. Nó cũng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng hiện nay, các thông tin về công trình này vẫn còn khá ít và mơ hồ. Nên trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu chi tiết về công trình đặc biệt này nha. Một số thông tin về lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Lò phản ứng hạt nhân là một thiết bị dùng để khởi động, duy trì và kiểm soát phản ứng hạt nhân. Trong thực tế thì có hai loại lò chính. Đầu tiên là lò phản ứng hạt nhân phát sinh năng lượng nhiệt. Đây là loại lò được dùng để tạo ra nhiệt lượng từ phản ứng hạt nhân diễn ra ở vùng lõi hay vùng hoạt của lò. Đây là loại phổ biến nhất, đến mức lò phản ứng hạt nhân thường được hiểu là loại này. Loại thứ hai là lò phản ứng hạt nhân dùng trong nghiên cứu khoa học hoặc chế tạo đồng vị. Các cơ sở sản xuất đồng vị phóng xạ tiến hành phản ứng hạt nhân trong các lò này, rồi đem tách chiết ra những đồng vị phóng xạ khác nhau và cung cấp cho các cơ sở nghiên cứu khoa học, đo lường, y tế, vân vân. Tại Việt Nam hiện nay, chỉ có duy nhất một lò phản ứng hạt nhân và nó đang trực thuộc phạm vi quản lý của Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, một cơ quan nghiên cứu thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam. Chỉ cách Hồ Xuân Hương hơn 600m, nhưng lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vẫn hết sức xa lạ đối với nhiều người. Sự đặc biệt của lò phản ứng hạt nhân duy nhất tại Việt Nam đã biến nơi đây trở thành mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt. Hàng ngày, chỉ những người có thẩm quyền mới được vào khuôn viên viện nghiên cứu, nhưng phải trải qua hai lớp cửa bảo vệ. Bởi vậy, ngay với cư dân sinh sống xung quanh thì hình ảnh lò phản ứng hạt nhân sừng sững rất quen thuộc nhưng cũng khá xa lạ, tò mò, không biết bên trong lò vận hành và hoạt động thế nào, cũng như phục vụ vào mục đích gì. Hiện nay, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là nơi duy nhất Việt Nam nghiên cứu và tạo ra các sản phẩm từ phóng xạ. Không chỉ là một công trình vĩ đại mà đây còn là nguồn sống của rất nhiều bệnh nhân ung thư trong nước, cũng như góp phần xây dựng nền móng kinh tế xã hội cho nước ta. Ngoài ra, nơi đây còn được biết đến là lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở Đông Dương. Nhìn từ bên ngoài vào thì lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt có hình vòng tròn khép kín, được đầu tư nhiều máy móc hiện đại để phục vụ nghiên cứu, đo mức độ phóng xạ trong từng khu vực ở lò phản ứng, rồi chuyển về hệ thống kiểm soát một cách nghiêm ngặt, quy trình chặt chẽ. Lò có 2 tầng với lối lên bậc thang, tầng cao nhất là miệng chính của lò, tầng còn lại đặt các dụng cụ liên quan đến hoạt động của lò. Để đảm bảo tính an toàn và đảm bảo an ninh phóng xạ hạt nhân, thì nhân viên phải liên tục đo mức độ phóng xạ trong từng khu vực. Nguồn gốc của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Tọa lạc trên quả đồi phía đông bắc của thành phố Ngàn Hoa, con đường nơi có lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt ngày nay mang một cái tên khá độc đáo là đường Nguyên tử lực. Cái tên ấy bắt nguồn từ năm 1958 khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa thành lập Cục Nguyên tử lực và đến năm 1961 thì thành lập một cơ sở nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hạt nhân mang tên là Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt, có diện tích là 21 ha. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 1961 và được hoàn thành vào tháng 12 năm 1962. Đây là một công trình do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, nằm trong khuôn khổ chương trình nguyên tử vì mục đích hòa bình. Đây là loại lò phản ứng nghiên cứu Triga Mark II do hãng General Atomics thuộc công ty General Dynamics của Hoa Kỳ chế tạo, có công suất danh định là 250 kW, đồng thời là một trong những thiết kế tiên tiến bậc nhất của xứ sở cờ hoa trong những năm 1960. Lò sử dụng nhiên liệu uranium có độ dầu thấp, U235 dưới 20%. Khi nhiên liệu U235 tham gia vào phản ứng phân hạch, dây chuyền trong lò phản ứng do tương tác của neutron chậm, cùng với đó là các neutron nhanh sinh ra, sẽ tương tác với U238 để tạo thành Pu239. Sau khi được tách chiết ra khỏi thanh nhiên liệu, Pu239 có thể được sử dụng để làm vũ khí hạt nhân. Sau một thời gian lắp đặt và thử nghiệm, thì lò phản ứng hạt nhân DLR-1 là lò hạt nhân đầu tiên ở Đông Nam Á, đạt trạng thái tới hạn vào lúc 12 giờ 40 phút ngày 26 tháng 2 năm 1963 và chính thức đi vào hoạt động theo công suất danh định từ ngày 3 tháng 3 năm 1963. Mục tiêu chính của lò khi đó là nghiên cứu, huấn luyện và sản xuất đồng vị phóng xạ. Các bộ phận nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Nguyên tử Đà Lạt từ khi được thành lập cho đến trước ngày Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, tức là ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì gồm có phòng vật lý lò, phòng kiểm soát phóng xạ, phòng điện tử, phòng vật lý hạt nhân, phòng hóa học phóng xạ, phòng sinh học phóng xạ và một thư viện với hơn 3.000 đầu sách, hàng trăm tạp chí khoa học và hơn 30.000 báo cáo khoa học để phục vụ cho công tác nghiên cứu hoặc tham khảo.
Một điều khá thú vị đó là lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt tuy do người Mỹ thực hiện nhưng vẫn có dấu ấn made in Việt Nam khi phần vỏ lò do kiến trúc sư tài ba người Việt Nam nổi tiếng thế giới lúc bấy giờ là ông Ngô Viết Thụ cùng các kiến trúc sư phụ tá là Nguyễn Mỹ Lộc, Phạm Quỳnh Lân và Vũ Tòng chịu trách nhiệm thiết kế công trình. Ông Thụ cũng chính là tác giả thiết kế Dinh Độc Lập. Có lẽ là một người lãng mạn, biết cả hội họa và âm nhạc, nên khi thiết kế lò hạt nhân Đà Lạt, ông đã đặt nó trên một quả đồi có vị trí thuận lợi ở thành phố Hoa. Trong công trình trung tâm nguyên tử Đà Lạt, ông còn thay đổi thiết kế khối hình vuông thô kịch ban đầu của Mỹ bằng cơ cấu mang hình tượng lò bát quái để nhắc nhở việc sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình. Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là lò hạt nhân đầu tiên của khu vực Đông Nam Á, nhưng ở thời điểm đó, không ai biết đến thông tin này. Thuộc một phần của chương trình Nguyên tử vì mục đích hòa bình, nhưng nó lại là một hoạt động hỗ trợ bí mật của Mỹ cho chính quyền Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Do đó, khi tình hình chiến tranh cho thấy nguy cơ thua trận, người Mỹ đã cho dừng vận hành lò phản ứng vào năm 1968, nhưng các thanh nhiên liệu cháy dở vẫn còn đang ở trong lõi lò phản ứng. Đến ngày 23 tháng 4 năm 1975, Ngoại trưởng Mỹ là Henry Kissinger đã gửi một bức điện tín mật tới Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn, ra lệnh lấy thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng. Tới rạng sáng ngày 31 tháng 3 năm 1975, các chuyên gia Mỹ đã rút hết các thanh nhiên liệu cháy dở trong lò phản ứng có phóng xạ để đưa sang Philippines. Sáng hôm đó, khi quân giải phóng vào đến Đà Lạt thì lò phản ứng đã không còn lõi. Từ năm 1979, trong khuôn khổ hợp tác Xô Việt thì lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được Liên Xô giúp đỡ khôi phục và mở rộng công suất lên gấp đôi trên cơ sở sử dụng các thanh nhiên liệu U235 nhưng có độ giàu cao đến 36%. Dự án khôi phục và nâng công suất lò phản ứng được tiến hành trong hai năm 1982 và 1983. Và đến ngày 20 tháng 3 năm 1984 thì lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vỏ Mỹ ruột Nga độc nhất vô nhị trên thế giới đã chính thức được đưa vào hoạt động với công suất danh định 500 kW. Từ đó cho đến nay, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt được phía Nga cũng như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đánh giá là một trong những lò phản ứng nghiên cứu hoạt động hiệu quả nhất. Sau nhiều năm khôi phục từ xác nhà máy cũ do Mỹ để lại thì có thể nói đây là cột mốc quan trọng của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam khi nó khẳng định các chuyên gia Việt Nam đã có đủ trình độ và được cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế chấp nhận. Tuy nhiên, để sửa chữa và đòi quyền vận hành lò phản ứng hạt nhân lại là một cuộc đấu tranh căng thẳng, đồng thời cũng đòi hỏi khả năng học tập và tiếp thu của những người tiên phong trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam. Theo thỏa thuận với Nga, Mỹ và cơ quan năng lượng quốc tế, thì từ năm 2007, Việt Nam đã tham gia chương trình chuyển đổi nhiên liệu của lò Đà Lạt từ loại nhiên liệu có độ giàu cao 36% xuống loại nhiên liệu có độ giàu thấp 19,75%. Uranium dầu là loại nhiên liệu được sử dụng trong phần lớn các lò phản ứng hạt nhân, trong đó có lò ở Đà Lạt và nó được chia thành hai loại là có độ giàu thấp và độ giàu cao. Loại nhiên liệu uranium sản xuất ở Nga được dùng từ thập niên 1980 cho đến những năm gần đây tại lò Đà Lạt, chứa hàm lượng uranium là 36%, được gọi là uranium độ giàu cao. Còn loại nhiên liệu mới thì chứa hàm lượng uranium gần hoặc dưới 20%, được gọi là uranium độ giàu thấp. Về lý thuyết thì nhiên liệu có độ giàu cao có thể có nguy cơ lớn được khai thác để chế biến thành nhiên liệu cho vũ khí nguyên tử. Do đó mà từ những năm 1978, do quan ngại vấn đề này, nên Mỹ là nước đi đầu và kêu gọi các quốc gia có nhà máy điện hạt nhân thực hiện việc dùng uranium thấp dưới 20%. Vì vậy, việc chuyển đổi nhiên liệu tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là một phần trong nỗ lực chung của ba nước Việt Nam, Nga, Mỹ và cơ quan năng lượng quốc tế nhằm tăng cường sử dụng hạt nhân cho mục đích hòa bình và giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn cho thế giới từ nguồn nhiên liệu uranium dầu. Cụ thể là từ năm 2007 đến tháng 5 năm 2013, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã từng bước giao trả và vận chuyển về Nga các thanh nhiên liệu có độ giàu cao. Đợt 1 của dự án được thực hiện bằng việc trao trả cho Nga 35 thanh uranium có độ giàu cao chưa qua sử dụng vào năm 2007. Đến tháng 7 năm 2013, Việt Nam đã vận chuyển và trao trả 106 thanh uranium từ lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cho phía Nga dưới sự giám sát nghiêm ngặt của đại diện cơ quan năng lượng quốc tế và hơn 40 chuyên gia hạt nhân của Mỹ và Nga. Đây là đợt thứ hai của dự án trao trả 141 thanh uranium cho Nga. Những thành tựu đạt được. Thông thường thì nói đến chất phóng xạ, chúng ta sẽ nghĩ đến một chủ đề mang tính thời sự về các vụ thử vũ khí và những sự cố của các nhà máy điện hạt nhân cũng như những ảnh hưởng lâu dài của nó đối với sức khỏe của con người. Nhưng ngoài các vấn đề trên thì chất phóng xạ còn là một báu vật không thể thiếu để chẩn đoán và điều trị các loại bệnh, đặc biệt là ung thư. Nhắc tới lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt thì phải kể đến thành tựu vượt bậc trong nghiên cứu sản xuất chất đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ các cơ sở y tế hạt nhân trong việc khám và điều trị bệnh ung thư.
Trước thời điểm bùng phát dịch Covid-19, thì hàng năm, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt là nơi cung cấp 40% chất đồng vị phóng xạ cho các cơ sở y tế hạt nhân trong nước, phần còn lại buộc phải nhập khẩu từ nước ngoài. Nhưng khi đại dịch Covid bùng phát trên toàn cầu đã khiến cho mọi thứ xáo trộn, ngay cả công tác khám và chữa bệnh. Không thể ra nước ngoài điều trị ung thư, những người mắc phải căn bệnh quái ác này phải đổ dồn với các cơ sở y tế lớn trong nước. Điều này đã khiến cho các bệnh viện chuyên điều trị ung thư tăng vọt về số bệnh nhân, nhưng chất đồng vị phóng xạ phục vụ cho khám và điều trị bệnh lại bị thiếu hụt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng khiến các chuyến bay quốc tế bị cấm hoạt động, cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt nguồn nhập khẩu các loại đồng vị phóng xạ do không có phương tiện vận chuyển. Ở Việt Nam, hàng vạn bệnh nhân mắc bệnh ung thư hiểm nghèo đã có thể không còn cơ hội sống nếu không có lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt. Trong năm 2020, lò đã vận hành khoảng 4.300 giờ, gấp gần 3 lần trung bình những năm trước. Nhưng thực tế thì công suất hoạt động của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã đạt trạng thái tới hạn từ nhiều năm trước. Việc nâng thời gian vận hành lò cũng không làm tăng đáng kể chất đồng vị phóng xạ. Và để tăng sản lượng thì Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã thiết kế thêm 2 hốc chiếu trong vùng hoạt, tính toán lại động học neutron vật lý lò, đảm bảo các thông số để lò hoạt động an toàn. Trước đây, mẫu được nạp vào bẫy neutron và được chiếu xạ neutron khoảng 140 đến 150 giờ liên tục, sau đó lấy ra để sản xuất thuốc phóng xạ. Nhưng sau khi cải tiến thì mẫu được đưa vào các hốc chiếu trung tâm có thông lượng neutron cao nhất, đồng thời được nạp vào các hốc chiếu vào ngoài biên vùng hoạt. Với việc chiếu xạ luân phiên theo mốc thời gian nhất định ở hốc trung tâm và hốc ngoài biên, thì mỗi mẫu được chiếu xạ khoảng 180 giờ mà lò chỉ cần hoạt động 4 ngày liên tục thay vì hơn 7 ngày như trước đây. Trong cái khó thì sự cải tiến đột phá về kỹ thuật của những con người làm khoa học thầm lặng đã giúp lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt tăng vọt số lượng đồng vị phóng xạ, đáp ứng 90% nhu cầu của các cơ sở y tế hạt nhân trong nước. Thậm chí có thời điểm, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt đã cung cấp đạt 100% dược phóng xạ cho các cơ sở y tế. Nhờ đó mà công tác khám và chữa bệnh ung thư không bị gián đoạn trong bối cảnh toàn thế giới bị xáo trộn vì đại dịch. Giá đồng vị phóng xạ do Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt cung cấp cũng chỉ bằng một nửa so với nhập khẩu. Chính sự cải tiến táo bạo trong thời điểm quyết định đầy khó khăn không chỉ làm tăng vọt số lượng thuốc phóng xạ trong mỗi đợt sản xuất, hoàn thành sứ mệnh phục vụ người bệnh, mà Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt còn giảm thời gian vận hành lò trong mỗi đợt từ 150 giờ xuống còn 85 đến 90 giờ. Hiện nay, khi tình hình đại dịch đã được kiểm soát, thì cứ mỗi tháng một lần, lò phản ứng hạt nhân lại hoạt động liên tục trong 130 giờ để phục vụ các nghiên cứu về vật lý hạt nhân, ứng dụng công nghệ hạt nhân trong đời sống, sản xuất một số đồng vị phóng xạ để phục vụ các chẩn đoán hình ảnh phức tạp trong y học, bào chế dược phẩm và cung cấp cho các bệnh viện như ung biếu, Chợ Rẫy, Bạch Mai, v.v. để chữa các bệnh hiểm nghèo như các bệnh về tuyến giáp, ung thư. Ngoài ra, hoạt động của lò còn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân lực bậc cao chuyên ngành hạt nhân. Với những kỳ tích đạt được trong quá trình khôi phục, mở rộng công suất, vận hành đạt thông số tới hạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt 36 năm qua, sản xuất dược chất phóng xạ với giá thành thấp nhất, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt cho thấy Việt Nam đã hoàn toàn có thể làm chủ được các vấn đề của khoa học và công nghệ hạt nhân trong sản xuất các loại dược chất phóng xạ thay thế nhập khẩu, đáp ứng cho các nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Hiện nay, dây chuyền sản xuất dược chất phóng xạ tại lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã được Bộ Y tế cấp chứng nhận GMP kèm theo visa lưu hành. Trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngoài vai trò không thể thiếu trong chẩn đoán và chữa trị các bệnh hiểm nghèo cho người dân, thì các sản phẩm đồng vị phóng xạ từ lò phản ứng hạt nhân còn đóng vai trò quyết định trong nhiều lĩnh vực quan trọng khác như chiếu xạ phục vụ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, xác thực chất lượng và truy xuất nguồn gốc lương thực, thực phẩm, đánh giá không phá hủy, đánh giá tài nguyên nước, nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình, bảo vệ môi trường, v.v. Ở Việt Nam, thị trường ứng dụng các sản phẩm của lò phản ứng hạt nhân được dự báo tăng trưởng nhanh trong thời gian tới. Do vậy, dự án xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân mới với lò phản ứng có công suất lên tới 10 MW hiện đang rất được quan tâm. Dự án được thực hiện trên cơ sở hiệp định liên chính phủ giữa Việt Nam và Liên bang Nga về xây dựng một trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam, được ký kết vào ngày 21 tháng 11 năm 2011. Trung tâm này được xây dựng để thay thế lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt và thúc đẩy các ứng dụng hạt nhân vào phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024. Vậy Việt Nam có đủ khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử không? Việc sở hữu lò phản ứng hạt nhân duy nhất ở khu vực Đông Dương đã từng khiến nhiều trang tin quốc tế hoài nghi rằng liệu Việt Nam có đủ khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử không? Thực tế thì Việt Nam đã chủ trương từ chối việc phát triển vũ khí hạt nhân từ rất lâu. Ngày 1 tháng 7 năm 1968, Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân ra đời. Đến tháng 6 năm 1982, trước khi lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt tái hoạt động trở lại, thì Việt Nam đã tham gia hiệp ước này và chính thức trở thành một quốc gia phi vũ khí hạt nhân. Theo hiệp ước, chỉ có những nước từng tiến hành các vụ thử bom hạt nhân từ năm 1967 về trước, gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc,
là mặc nhiên được xem có quyền sở hữu các loại vũ khí đó. Còn các quốc gia khác, khi tham gia hiệp ước, sẽ không được theo đuổi việc chế tạo các loại vũ khí này, nhưng lại được quyền tiếp nhận sự chuyển giao, giúp đỡ thiết bị, vật liệu, công nghệ, đào tạo, v.v. để triển khai ứng dụng năng lượng nguyên tử vì những mục đích hòa bình. Việc ký kết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân có thể coi là động thái đầu tiên mà chính quyền nước ta khẳng định về lập trường phi vũ khí hạt nhân của mình. Việt Nam cũng đã ký hiệp định bảo đảm an ninh toàn diện với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế có hiệu lực vào năm 1990. Đến năm 1996 thì tiếp tục ký kết một hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện. Ngoài ra, Việt Nam cũng trở thành thành viên của hiệp ước phi vũ khí hạt nhân khu vực Đông Nam Á hay hiệp ước Bangkok. Từ năm 2007 cho đến năm 2013, Việt Nam đã thực hiện dự án thay đổi nhiên liệu uranium từ độ giàu cao sang độ giàu thấp, khẳng định cam kết sử dụng năng lượng nguyên tử vì hòa bình của Việt Nam. Toàn bộ nhiên liệu có độ giàu 36% được thay thế bằng nhiên liệu có độ giàu 19,75%. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2014, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam. Thỏa thuận trên được Ngoại trưởng Mỹ là John Kerry và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam là Phạm Bình Minh ký kết hồi tháng 10 năm 2013 bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á tại Brunei, đã được Tổng thống Barack Obama phê chuẩn hồi tháng 2 năm 2014. Khi đó, một số nghị sĩ Mỹ lo ngại thỏa thuận trên không cấm Việt Nam tự làm dầu uranium hoặc tái chế plutonium có thể sử dụng để phát triển vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên thì Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ không ràng buộc về pháp lý với Mỹ rằng không có ý định tìm kiếm năng lực đó. Thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự Việt-Mỹ còn được gọi là Hiệp định 123 vì có liên quan đến một số điều khoản của luật năng lượng nguyên tử Mỹ sẽ cho phép các công ty Mỹ thâm nhập vào thị trường đang mở rộng của Việt Nam về phát triển điện hạt nhân. Theo đánh giá của Bộ Thương mại Mỹ, thỏa thuận mà chính quyền Tổng thống Barack Obama đã ký kết với Việt Nam sẽ mở cửa thị trường Việt Nam cho các công ty của Mỹ, mang lại cho lĩnh vực xuất khẩu hạt nhân của Mỹ từ 10 đến 20 tỷ đô la. Nói cách khác, Hiệp định 123 là cơ sở để Việt Nam có thể tiếp nhận công nghệ hạt nhân tiên tiến và hiện đại, trực tiếp hoặc có nguồn gốc từ Hoa Kỳ cho các dự án điện hạt nhân của Việt Nam. Đặc biệt, việc ký hiệp định này đã đánh dấu một bước tiến quan trọng về sự tin cậy trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đồng thời mở ra những triển vọng to lớn cho cả hai bên trong việc thúc đẩy những dự án hợp tác cụ thể về ứng dụng bức xạ cũng như phát triển điện hạt nhân để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước. Nhìn chung thì chính sách của Việt Nam theo đuổi từ trước đến nay là không phổ biến và không muốn phát triển vũ khí hạt nhân. Hiện nước ta đã tham gia và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế. Những việc làm của nước ta trong vấn đề hạt nhân chỉ chuyên về nghiên cứu, phát triển và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cũng như phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Và đó là một số thông tin về lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước ta và ứng dụng của nó trong đời sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.